tiếp theo clip của chiều ngày thứ hai ngày 21 tháng 10 nha anh em ơi. Lên cho anh em xem thêm một top Peru Canet nha. 3 tháng anh em ha. À, ở đây là 4 con trống và 5 con mái nha. Rồi, em cũng cần gia công những top này luôn nha anh em ha. Đó, anh em nào cần có cái kỹ thuật nuôi gà Peru thì mình bắt tay vào việc với em ha. Bên em gà gia công là có nghĩa là em chia lại những cái top gà này cho anh em ha. Sau này gà con của cái top này ra thì anh em chia lại cho em nha. Top 2 tháng và top 4 tháng là đã hết sạch rồi nha anh em. Là em đã thu hết toàn bộ rồi. Không chờ tới khi gà lớn đâu nha. Cứ 2 tháng 200 một em, 4 tháng 500 một em, bắt hết nguyên bầy chống mái, trừ những em tật lỗi nha. Đó, đó là anh em nào á cần á, thì cứ bắt những top này. Tại top này thì tương đối là đã chọn số ký rồi nha em ha. Rồi, trống trưởng thành đâu đó tầm từ 3.3 tới 3.7 nha. Và gà mái tầm từ 2.2 tới 2.5. Đó, rất là đẹp, rất là ok nha anh em ha. Đó, em nhắm cái top này thì em thấy là nó tương đối là chuẩn mực để cho anh em mình gia công nha. Rồi, ai có mến thì alo em sớm. Chào anh em.